Ngày 17 tháng 3, đại diện Vietnam Airlines cho biết, Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất thông tin về việc đang tạm giữ 4 tiếp viên thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay từ Paris, Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3 do nghi ngờ trong hành lý của các tiếp viên này có mang theo chất cấm. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, hãng Vietnam Airlines đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 tiếp viên nêu trên để phục vụ công tác điều tra. Vietnam Airlines khẳng định các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, đơn vị sẽ không bao che. Hiện nay, Vietnam Airlines đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nội quy lao động của đơn vị và sẵn sàng cung cấp các thông tin chính xác kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực. Theo nguồn tin, các tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam bị tạm giữ do xách 10kg chất cấm nghi là ma túy và thuốc lắc. Số hàng cấm này được cất giấu trong thùng hàng kem đánh răng, nước súc miệng. Sự việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.